Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhìn lại, con bắt đầu ngày mới bằng cách nhớ lại một năm đã trôi qua và tạ ơn Cha vì biết bao ân sủng Ngài ban cho con. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Hôm nay, con cố gắng xác định đâu là những sợ hãi và điểm yếu của con. Con cầu xin Chúa soi sáng cùng đổ đầy ân sủng của Ngài nơi con, để con có thể bước vào năm mới một cách đầy nhiệt huyết. Con dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Là anh em, chị em, con dành chút thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm những lời này của Đức Thánh Cha Francisco. Tin mừng dạy chúng ta sự hoán cải này. Chúng ta cần nuôi dưỡng những kháng thể, ngăn chặn một nền văn hóa coi một số sinh mệnh là loại A, trong khi những sinh mệnh khác là loại B, dựa theo khả năng thể chất hoặc tinh thần. Đây là một thứ tội lỗi mang tính xã hội. Chúng ta phải có can đảm để lên tiếng cho những người bị phân biệt đối xử vì tình trạng khiếm khuyết của họ. Vì thật không may, ở một số quốc gia, ngay cả ngày nay, thật khó để thừa nhận họ là những người có phẩm giá bình đẳng như anh chị em trong nhân loại. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Đổi mới. Khi sự tĩnh lặng cuối ngày kéo đến, con bước vào nội tâm và biết ơn vì những ân sủng ngày hôm nay. Con đã trải nghiệm những cuộc gặp gỡ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong cộng đồng và trong khu phố như thế nào? Con nhìn lại người khác qua lăng kính nào? Con có cần đổi mới cái nhìn của mình không? Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con đôi mắt mới. Xin Ngài giúp đỡ để con biết nhìn ra những mặt tích cực của người khác và cả những tiềm năng mà họ có để phát triển. Ngày mai con giúp đỡ những người chưa dám dấn thân nhiều hơn. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.